Máy kéo Kubota L4018 khởi nguồn thành công. Động cơ kiểu mới mang đến công suất mạnh mẽ. Công suất tương ứng 32 mã lực và 40 mã lực đều được trang bị loại buồng đốt 3 xi lanh 4 thủy. Dung tích xi lanh 1826cc phun nhiên liệu trực tiếp, giúp nhiên liệu được đốt cháy tối đa, mang lại hiệu suất nhiên liệu cao nhất, sẵn sàng đảm đương mọi công việc đồng áng nặng nhọc nhất. Ngoài ra, động cơ có điểm nổ trực tiếp ở đầu piston giúp đốt cháy nhiên liệu hiệu quả, giảm nhiệt độ buồng đốt trong động cơ, giảm tình trạng máy quá nhiệt, đảm bảo sự vận hành được liên tục, đáp ứng nhu cầu tăng tốc dù hoạt động trong điều kiện nóng bức khắc nghiệt. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm vì động cơ đã qua quy trình kiểm định độ bền của Kubota lên đến 1.500 giờ. Đa chức năng hơn, đáp ứng mọi nhu cầu công việc. Máy kéo Kubota L4018 được thiết kế với 3 cấp độ, điều chỉnh độ rộng của hai bánh sau, giúp người vận hành có thể dễ dàng đi vào chăm sóc cây trồng với khoảng cách giữa các lúa cây khác nhau, nhằm tối ưu hóa hiệu quả công việc. Tốc độ PTO có thể lựa chọn giữa hai cấp độ 540 và 750 vòng một phút, thích hợp canh tác cho đất cần độ tơi nhỏ như việc xới, phay đất. Hệ thống sang số 8 tiến 8 lùi với tốc độ di chuyển khác nhau ở mỗi số, giúp máy có thể kết hợp hài hòa với nhiều loại nông cụ đặc trưng cho từng công việc, đáp ứng tối đa nhu cầu canh tác trên cả đất ruộng và đất đồi với hiệu quả tối ưu nhất. Hiệu suất vận hành cao. Hệ thống sang số đồng tốc chỉ có trên máy Kubota, giúp việc thay đổi hướng tiến và lùi một cách nhanh chóng mà không cần phải dừng máy. Vị trí cần tiến lùi được thiết kế nằm ngay dưới vô lăng trợ lực, vừa tầm tay để người vận hành có thể sang số dễ dàng. Bán kính xoay vòng nhỏ chỉ 2,5m giúp máy có thể vận hành linh hoạt ở nơi có không gian nhỏ hẹp. Vô lăng có hệ thống trợ lực lái giúp điều khiển máy một cách nhẹ nhàng. Một sự kết hợp hài hòa giữa trọng lượng, khoảng sáng gầm và công suất giúp máy kéo có thể vận hành linh hoạt ở bất kỳ tình trạng nào của đồng ruộng, từ đất lầy, vượt bờ đê cao cho đến hoạt động trên vùng đất đồi gồ ghề mà vẫn đảm bảo hiệu suất làm việc. Hệ thống dẫn động hai cầu chuyển động đều đến cả bốn bánh, giúp tăng sức kéo tối đa, đồng thời giảm tình trạng trượt bánh khi di chuyển trong điều kiện địa hình xấu. Độ bền theo tiêu chuẩn Kubota. Hệ thống móc 3 điểm đóng vai trò chính trong việc kéo và chịu tải của nông cụ, cho nên bộ thanh tay nâng phải đảm bảo sự chắc chắn. Dựa trên cơ sở đó, Kubota đã thiết kế khớp nối hai tay nâng theo dạng càng cua. Các thanh tay nâng cũng được gia cố để tăng độ dày, độ bền. Với thiết kế này, giúp máy kéo có thể chịu được các loại nông cụ nặng, đáp ứng mọi công việc nặng nhọc. Độ bền cao, giảm chi phí bảo trì. Bộ cầu bánh trước, một trong những đặc trưng của máy kéo Kubota, được thiết kế để đáp ứng mô men xoắn và lực va chạm cao. Mạnh mẽ, bền bỉ, với kích thước cầu bánh trước lớn và trục chuyển động bánh răng côn được thiết kế dạng răng xiên, đáp ứng lực truyền tối đa khi tăng góc cua. Kết hợp với hệ thống khép kín giúp bảo vệ và ngăn ngừa bùn đất, bụi bẩn không đi vào bên trong hệ thống cầu trước, sẵn sàng đương đầu ở vùng đất lầy lội. Sử dụng vật liệu có độ bền vượt trội ở các vị trí quan trọng như vỏ hộp số, buồng ly hợp, trục sau, vỏ xi lanh, có khả năng chịu được cường độ hoạt động cao, giảm tối thiểu sự hao mòn. Thiết kế để ống xả hơi ở vị trí cầu trước nhằm giảm áp suất không khí bên trong, bảo vệ phốt cầu trước, tránh nguy cơ rò rỉ nhớt.
thiết kế hiện đại, thời trang. Nắp capo được thiết kế với kiểu dáng mạnh mẽ, hiện đại, thời trang, thể hiện sự vượt trội về tính thẩm mỹ, là biểu tượng riêng biệt của máy kéo Kubota. Bảng đồng hồ LED hiển thị được thiết kế chi tiết tỉ mỉ, giúp người vận hành có thể đọc được những thông số dễ dàng cả ban ngày lẫn ban đêm. Hệ thống đèn LED chiếu sáng hai bên đầu máy kéo giúp gia tăng khoảng chiếu sáng, mở rộng tầm nhìn căn chỉnh bánh trước một cách dễ dàng, mang lại hiệu quả công việc cao khi làm việc ban đêm. Độ an toàn tiện lợi cao. Với thiết kế chú trọng vào sự an toàn, thuận lợi và tiện nghi, sự an toàn của người vận hành là ưu tiên hàng đầu mà chúng tôi đặc biệt quan tâm. Hệ thống an toàn KDS hay còn gọi là khung chống lật là sự kết hợp của dây đai và khung sắt an toàn hoạt động phối hợp với nhau để đảm bảo người vận hành ở vị trí an toàn nhất trong trường hợp máy kéo bị lật, giảm nguy cơ người vận hành bị máy kéo đè. Hệ thống đèn trước chiếu sáng đa chiều giúp chiếu sáng rộng hơn và xa hơn, mang lại sự tiện lợi, tự tin và an toàn cho người vận hành khi làm việc và di chuyển vào ban đêm. Còi báo quá nhiệt động cơ có nhiệm vụ báo động khi nhiệt độ động cơ vượt mức cho phép bằng cách phát ra âm thanh báo hiệu, giúp bảo vệ an toàn và tăng tuổi thọ cho động cơ. Còi cảnh báo nhiên liệu sẽ phát ra một quãng âm thanh dài khi nhiên liệu đã được nạp đầy bình nhằm giảm tình trạng nhiên liệu tràn ra ngoài. Vị trí ngồi lái được thiết kế mang lại sự thoải mái nhất cho người vận hành, với ghế ngồi có kích thước lớn hơn, được bổ sung lớp đệm dày và mềm mại, giúp giảm xóc trong quá trình làm việc. Không gian để chân rộng rãi mang lại sự linh hoạt cho người vận hành, giảm thiểu tối đa sự mệt nhọc để có thể duy trì công việc liên tục và bền bỉ hơn. Tay vịn được bố trí ở bên trái vị trí ngồi, giúp người vận hành giữ cân bằng trong khi đang vận hành, cũng như là điểm tựa khi lên xuống máy. Thanh nâng có thể được điều chỉnh một cách nhanh gọn bằng tay, không sử dụng ốc hãm, không cần dụng cụ hỗ trợ. Tấm chắn phía sau người lái có kích thước lớn nhằm ngăn chặn bùn nước văng lên từ phía sau, tăng thêm sự thoải mái cho người vận hành, đồng thời giữ vệ sinh cho máy. Sự kết hợp đa dạng với các loại nông cụ. Sự kết hợp đồng bộ giữa máy kéo L3218, L4018 và các nông cụ chính hãng theo tiêu chuẩn Kubota nhằm đảm bảo tối đa hóa chức năng, tăng hiệu quả của máy cho những công việc canh tác nặng nhọc nhất, bao gồm gian ủi đất FD164E. Đường thiết kế có chiều cao lên đến 490mm, hiệu quả tối đa với máy kéo Kubota 40 mã lực, có thể đẩy được lượng đất nhiều mà không bị tràn khỏi gian ủi nhờ độ cong hướng lên trên của lưỡi ủi, giúp việc cuộn đất được đều và liên tục, giảm gánh nặng cho máy kéo và tiết kiệm nhiên liệu. Gian ủi dạng oval trục trên SD162. Thiết kế khung ủi một khối liền nhau với tay ủi. Độ dày ống oval của cánh tay ủi lên đến 5,8mm, có độ rắn chắc cao, hoàn toàn chịu độ lực va chạm khi ủi với mức độ cao. Cấu trúc bộ chốt cố định thông minh của cánh tay ủi giúp lực phân tán đều, giảm rung lắc, tăng hiệu quả công việc. Gian chào cày dòng TP224E Heavy Plus cày lật hiệu quả, văng đất tốt. Với lưỡi chảo sắt và có độ cong lớn, với khả năng điều chỉnh góc của khung chảo để có thể chọn được độ sâu mong muốn theo 4 mức độ, giúp làm việc hiệu quả ở mọi tình trạng đất. Gian chào bừa DH226E Pro cày bừa đất tơi và đều, với bánh lái có thể điều chỉnh được để thích hợp với việc sử dụng ở từng vùng địa hình khác nhau.
Dàn sới KRX175SPVN là loại dàn sới có lưỡi sới gắn trên bông sới. Thiết kế lưỡi sới đặc biệt phù hợp cho việc canh tác ruộng lúa nước với vòng tua cao kết hợp lưỡi sới dài giúp đánh tơi đất và gốc rạ cũng như khả năng phay sâu. Dàn sới KRX175VN là loại dàn sới nắp bích đường thiết kế đặc biệt 2-trong-1 dành riêng cho thị trường Việt Nam. Với khả năng sới cho cả ruộng lúa nước và ruộng đất khô, chắc chắn bền bỉ là ưu thế của dàn sới này. Với khả năng sới đất tơi xốp, gốc rạ được cắt nhỏ, cỏ dại được vùi lấp và kìm hãm không cho phát triển trên bề mặt ruộng, giúp cho việc gieo trồng dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Để đảm bảo trong quá trình sử dụng ở đất đồi và đất sụn nước, bộ trục cắt đăng được thiết kế có đệm cao su bao phủ để bảo vệ khỏi bùn và bụi tích tụ trong quá trình làm việc. Ngoài ra, còn có đa dạng các loại nông cụ đi kèm được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu sử dụng ở nhiều giai đoạn canh tác của các loại cây trồng khác nhau. Nông cụ đặc biệt đối với đất ruộng bao gồm dàn sới trang mặt ruộng RH241, dàn cuốn rơm HB130 Plus. Nông cụ đặc biệt đối với đất đồi bao gồm dàn sới dành cho đất khô RZ160, dàn gieo hạt MS360, dàn bón phân ngầm SF440 Pro, dàn phun thuốc BS350, dàn trồng sắn CP100F, dàn cắt cỏ SX135, dàn văng phân FS300. Một sự kết hợp đồng bộ giữa máy kéo và nông cụ để mang lại hiệu quả công việc cao nhất chỉ có thể là Kubota. Máy kéo Kubota L3218 và L4018 khởi nguồn thành công. First for life. Kubota.